phát triển bản thân có đắc không? Có một chị ngày hôm qua đã nhắn tin hỏi Lý, khóa học phát triển bản thân hay là nhóm doanh nhân chạm tới hóa vàng có đắt không? Theo như các anh chị, thế nào là đắt, thế nào là rẻ? Muốn thành công, muốn kiếm được nhiều tiền nhưng sợ học, sợ khóa học đắt tiền. Nhưng mà cho không thì các anh chị không biết trân trọng bữa học, bữa không. Ứng dụng không có kết quả thì quay lại trách, không có sự cam kết. Muốn có người đồng hành dẫn dắt mà sợ bỏ tiền ra, mà sợ đắt. Không biết học như vậy mình có ứng dụng được không, mình có là hiệu quả không? Người thành công khác với người chưa thành công, đó là cái tư duy chịu trách nhiệm những cái việc mà họ làm, và họ có cái sự cam kết với sự kỷ luật. Người thành công họ biết là không có bữa ăn nào miễn phí cả. Nhưng bạn hỏi là có đắt không? Nếu như mà anh chị mà thấy cái sản phẩm đó nó đắt so với các anh chị là do các anh chị không xứng đáng. Đó là những cái tư duy của người chưa thành công. Vì sao Lý nói như vậy? Thì trước đây Lý cũng như các anh chị vậy đó. Chưa có biết đến với môi trường câu lạc bộ thì không bao giờ dám sử dụng một cái sản phẩm hay cái dịch vụ mà cái giá cao đâu ạ. Nhưng khi Lý biết đến cái môi trường câu lạc bộ doanh nhân thì Lý học được những cái tư duy của người thành công. Mình phải biết, mình phải thấy rằng mình xứng đáng có được những cái điều tuyệt vời, có được những cái điều tốt đẹp. Đó là cái cách mà mình nâng tầm phong cách sống, và mình cũng sẽ có một cái cuộc sống tuyệt vời hơn. Các anh chị mình nghĩ rằng mình không xứng đáng với cái sản phẩm đó, với cái dịch vụ đó, thì ngay lúc đó anh chị sẽ không có còn cái cơ hội, cái nguồn lực nào đến để giúp cho các anh chị có được cái điều đó đâu ạ. Vì thế anh chị hãy chọn một cái tốt nhất, cái những cái dịch vụ tốt nhất, và luôn nghĩ rằng là mình xứng đáng với những cái thứ tốt nhất, những cái thứ tuyệt vời nhất, cái thứ quý giá nhất trên đời. Khi mà anh chị nghĩ như vậy thì cuộc đời của anh chị bắt đầu thay đổi và theo cái chiều hướng đi lên. Vì Lý trước đây cũng khao khát muốn đi du lịch ra nước ngoài nữa, nhưng nghĩ chắc nó đắt lắm, làm sao mà mình có tiền đi đây. Nhưng khi đến với nhóm doanh nhân chạm tay hóa vàng thì Lý thấy rất là nhiều cái doanh nhân trẻ tuổi, tầm 30 mấy tuổi thôi, mà họ đi du lịch vòng quanh thế giới, đi 10 mấy quốc gia. Thì mình bắt đầu ra quyết định cỡ nào mình cũng phải đi được. Với cái sự khát khao và mong muốn nâng tầm phong cách sống thì Lý đã sử dụng sức mạnh tiềm thức cộng với cái sự khát khao đam mê và mong muốn nâng tầm phong cách sống, thì Lý đã ứng dụng sức mạnh tiềm thức để đạt được cái chuyến đi đầu tiên bước chân ra thế giới. Nhờ biết đến cái nhóm rèn luyện thân tâm trí thì Lý đã huấn luyện được cái ông thằng đèn bên trong của mình. Và một điều rất là tuyệt vời thì chủ nhật tuần này nhóm rèn luyện thân tâm trí của câu lạc bộ sẽ được làm một cái quy trình mạnh nhất từ trước đến nay, đó là cái quy trình nhập thân của người thành công. Và Lý rất là đang là hào hứng. Nếu mà các anh chị nào mà xem được cái video này của Lý thì muốn khám phá, muốn thay đổi cuộc sống, muốn nâng tầm phong cách sống thì nhanh tay comment lại tôi đăng ký để Lý kịp hỗ trợ cho các anh chị mình nha. Sau đây Lý gửi cái video đi Thái Lan để truyền cảm hứng cho các anh chị nha.